lần dự định làm am trà sàn thư giãn thì mẹ tôi là anh. Bắn ra. Ra khỏi bên đường về nhà đi lên. Thôi, để phải quay như thế này vậy. Cái lúc dọn nhà chả ai thấy mà cầm điện thoại một vui thì mẹ lại hay. Thế mới khổ không cơ chứ. Mấy lần trước nhá, toàn dùng cái cọ trà sàn cầm tay ngồi hì hục mãi nửa tiếng đồng hồ mới cọ xong cái toilet. Vừa lâu lại còn vừa mệt. Lắm hôm lại còn bướt ướt cả ống quần đấy chứ. Lúc đấy chỉ biết ước là có cái bảo bối nào mà giúp con dọn nhà veo trong vòng 5 phút thôi không nhỉ. Đấy thế mà em lướt chơi trên TikTok nhá. Lại có thật các bác ạ. Đọc review thì thấy khen quá chừng luôn. Thế là em cũng tậu ngay một cây về xem thế nào. Đây nhá, đây là cái trà sàn của nhà Baruti này. Thiết kế lông có bàn chải 5 lớp hình tam giác với những cái đường vót nhọn này, giúp đánh bay toàn bộ mọi loại vết bẩn trong nhà tắm của nhà mình nhá. Chà xong, em quay ngược lại để gạt nước bằng cái đầu cọ silicone này. Trời ơi, nói gạt nước siêu sạch wow. Công ty muốn gây cả nhà. Nhưng mà đến lúc mà mình cầm đến tay ấy, gạt đến đâu sạch đến đấy, ưng cái bụng lắm luôn ý. Đầu cọ của nó này còn xoay được cả 180 độ. Cái này tiện lắm nha, giúp dọn sạch nhà trong tất cả các khe kẹt ngóc ngách trong tường này. Còn thêm cả cái lược thần thánh này nữa chứ, để giúp dễ dàng này, loại bỏ lông tóc và rác ở trên cái phần đầu cọ này cả nhà mình ạ. Chưa hết nhá, cái này còn có thể này kéo dài được này, thu ngắn được này, tùy chỉnh theo mỗi ý thích của mỗi người luôn. Thân thì làm bằng nhung chống gì, lại còn chịu được luộc siêu tốt nữa chứ. Từ ngày có cái chổi trà sàn này về, em lại thấy mình siêng hẳn ra. Này nhá, có cái chổi thần thánh này về rồi nhá, thì mẹ có muốn mắng con cũng khó mẹ ạ. Cứ bấm mãi mãi có thể.